Cách để khiến chàng trai phát điên vì bạn. Khiến bạn trai phát điên là một cách giúp cho mối quan hệ của hai bạn thêm phần vui tươi, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Riêng bạn phải trở nên thật táo bạo, thật hoang dã và thật bốc lửa. Nhưng phải giữ cho bầu không khí thật hào hứng, thoải mái để khiến cho chàng phát điên vì khao khát bạn. Nếu như bạn muốn làm cho chàng trai của mình điên đảo hơn một việc hôn môi, hãy làm theo những bước sau. Thật táo bạo với chàng. 1. Bất ngờ bên dưới vòi hoa sen. Nếu như bạn muốn tạo dựng một hình ảnh thật táo bạo, hãy tặng cho bạn trai một bất ngờ khi chàng đang tắm. Một trò đùa thật nghịch ngợm, thật tự nguyện và bất ngờ cho chàng. Trước khi chàng bước vào phòng tắm, hôn chàng, cho chàng biết rằng chàng quyến rũ như thế nào và thủ thỉ những lời khiêu khích để khơi dậy ham muốn của chàng. Hãy nói mình không mặc đồ và chơi vài trò chơi trong đây nhé. Lặp lại câu nói đó khi bạn đang diện một bộ cánh siêu gợi cảm. Sau khi chàng vừa bước vào nhà tắm, hãy chờ đợi một vài phút rồi gõ cửa. Bạn không muốn làm chàng phát hoảng phải không nào? Báo chàng rằng bạn đang rũ bỏ y phục vì bạn cũng cần phải tắm rửa. Không nên áp dụng chiêu này khi cả hai bạn đã cùng bị vấy bẩn trên người trước đó. Bước vào phòng tắm và ngay lập tức bắt đầu hôn lên môi và cổ của chàng. Đồng thời hãy kỳ cọ khắp cơ thể của chàng và đón nhận sự hào hứng từ chàng. 2. Ra lệnh cho chàng. Một cách khác để trở nên táo bạo là thỉnh thoảng hãy ra lệnh cho chàng. Một buổi tối nào đó, hãy hoàn toàn kiểm soát chàng, kéo chàng lên gác, vào phòng ngủ của bạn và đẩy chàng xuống giường. Hãy ra lệnh cho chàng làm chính xác những gì mà bạn mong muốn. Không cho phép chàng từ chối, không cười và không nhún nhường. Hãy thật áp đặt với những điều mà bạn mong muốn. Bạn khao khát và đón xem chàng sẽ bị kích thích tới mức nào. Đưa chàng vào phòng ngủ, bắt chàng nằm xuống. Và nếu như bạn muốn gì, hãy ra lệnh. Chơi đùa, đè lên chàng và không buộc tha, mặc cho chàng năn nỉ, tất nhiên, trừ khi chàng thật sự năn nỉ. 3. Nhắn tin thật bậy. Bạn có thể nghĩ nhắn những tin ướt át như thế thật ngu ngốc, nhưng thật ra đó là một cách nhắc cho người đàn ông của bạn biết rằng gợi tình như thế nào dù bạn không xuất hiện trước mặt chàng và đề cập những trạng thái cùng chàng một cách thật kích thích. Nếu như bạn phải xa chàng trong một đêm, vài ngày hay thậm chí là cả một tháng, hãy gửi những thông điệp gợi cảm sẽ khiến cho chàng khao khát bạn hơn. Chọn thời điểm khi cả hai cùng tri tư và rảnh rỗi, thường là vào buổi tối. Nhắn tin cho chàng vài giờ trước khi gặp bạn, chỉ cần nói em muốn anh hay em không thể thôi nhớ về đêm qua sẽ làm cho chàng luôn nhớ về bạn. Hỏi xem chàng đang mặc gì hoặc cho chàng biết bạn đang mặc gì. Nói với chàng ở đây nóng bức quá anh nhỉ, để chàng biết bạn đang trút bỏ loại y phục nào ra. 4. Nói chuyện thật lẳng lơ. Nói chuyện thật lẳng lơ với chàng là một cách để có thể trở nên hư hỏng và khiến cho chàng bị kích thích. Khi đang âu yếm với chàng, hãy thêm vào một vài câu lẳng lơ, chắc chắn sẽ bị kích động. Không cần nghĩ ngợi nhiều về việc phải nói gì, chỉ cần cho chàng biết bạn thèm khát cơ thể của chàng nhiều bao nhiêu và nói chàng hãy làm bất cứ một điều gì mà chàng muốn với bạn. Đây là một số gợi ý cho bạn. Em yêu cảm giác khi anh hôn lên cổ của em. Em đã nghĩ về vòng tay anh cả ngày đấy. Bỏ áo ra trong anh thật quyến rũ. Em muốn anh hãy lột trần em. 5. Vũ điệu thoát y. Đâu cứ phải là vũ công thoát y mới thực hiện được màn này. Hãy thả lỏng nào, tắt đèn đi, đặt một người đàn ông lên giường và bước vào trong phòng một cách kiêu hãnh, diện những mẫu đồ lót nóng bỏng cùng với giày cao gót, mặc lên mình một lớp áo sơ mi với hai hàng khuy dài hoặc là một cái váy thật gợi cảm. Dựa vào một cái ghế để chàng có thể quan sát hết sự uyển chuyển của cơ thể khi bạn giải phóng mình khỏi bộ đồ nội y. Khi rũ bỏ từng lớp áo, hãy ném chúng vào chàng. Gác một chân lên ghế để chàng có thể chiêm ngưỡng bạn, xoay lưng vào chàng, lắc lư hông của bạn và hãy gập người xuống để chàng thấy toàn bộ cơ thể của bạn từ phía sau. Chơi đùa, hãy cười thật gợi tình để khuôn mặt của bạn không trở nên quá nghiêm trọng. 6. Uốn éo ngay trên đùi của chàng. Uốn éo ngay trên đùi của chàng là một trong những cách táo bạo nhất khiến cho chàng bốc lửa. Đặt chàng ngồi lên ghế, bật một giai điệu nóng bỏng, ngồi trên đùi của chàng, uốn lượn quanh ghế, thậm chí là cúi gập người xuống để chàng có thể ngắm nghía những phần thầm kín trên cơ thể của bạn. Trêu đùa chàng bằng những đùa hồn phớt, như thể khiến cho chàng điên hết lên. Hãy trêu thưởng chúng. Không cho phép chàng đụng chạm, bạn sẽ thành công nếu như bạn xác định ngay từ đầu rằng bạn sẽ kiểm soát mọi việc ở đây, quyến rũ. 1. Trong gợi cảm, chàng sẽ điên dại vì bạn. Khi bạn cố gắng trở nên thật quyến rũ, nói như vậy không có nghĩa là bạn cứ phải trông thật quyến rũ và diện những bộ cánh thật gợi cảm suốt ngày hoặc thay đổi cả gu ăn mặc của mình chỉ để hấp dẫn chàng. Điều có nghĩa là bạn cần một chút phá cách với trang phục của mình, trang điểm lên một chút và tô đậm cách ăn mặc của mình để chàng chú ý đến bạn hơn. Không cần phải trang điểm quá đậm, chỉ cần dùng phấn mắt đen và mascara, tô bóng bờ môi một chút, thêm một chút hương thơm lên làn môi để tạo được điểm nhấn. Bạn vẫn có thể mặc thật quyến rũ mà không rách rưới, mặc những bộ y phục tôn dáng để phô bày những điểm bút lửa của riêng bạn.
Để trông thật quyến rũ, hãy mặc thật gợi cảm tùy lúc, nhưng cũng là lúc hai bạn có khoảng thời gian riêng tư. Sự thay đổi thú vị của bạn sẽ kích thích cho chàng lắm đây. Sắm vài bộ đồ lót thật khiêu gợi, giày da, áo lót ren hoặc quần lót, những thứ khiến cho đàn ông phát cuồng. 2. Khiêu khích chàng. Một người phụ nữ quyến rũ không phải lúc nào cũng đáp ứng mọi đòi hỏi của người đàn ông. Thay vào đó, hãy hôn chàng trong vòng 1 hoặc 2 phút, rồi rút môi lại để chàng thèm muốn thêm. Nếu như bạn muốn đi ra ngoài, chạm một cách kích thích vào đùi của chàng, mơn trớn cổ của chàng trước khi đi. Nếu như cả hai đang trong phòng ngủ, hôn và mơn trớn chàng thật nhiều trước khi bạn cởi bộ y phục của mình. Bạn có thể trêu đùa bằng cách nói những câu mà chàng muốn nghe, nói với chàng rằng bạn biết chàng đang muốn thèm khát bạn, nhưng bạn không chắc chắn là bạn có muốn hay không. Đây là thứ các chàng rất mê mệt. Ca ngợi cơ thể của chàng để chàng biết mình quyến rũ như thế nào. Sau đó hãy nhìn xuống sàn nhà hoặc khoảng không giữa cơ thể bạn và cơ thể chàng. Bạn cũng có thể trêu đùa chàng bằng cách tự vuốt ve cơ thể bạn. Hãy nói, cái áo này thật chật quá nhỉ, hay cái áo lót này khiến cho ngực em trông to hẳn lên nhỉ, để cho chàng muốn bạn. Nếu như có sẵn một chiếc dây da, hãy kéo nó xệ xuống cho chàng lén nhìn nó. Nếu như bạn đang diện một bộ đồ lót ren, hãy nghiêng người về phía chàng để chàng có thể ngắm được khe ngực của bạn dưới lớp ren. 3. Tỏ ra thật khiêu gợi ở chốn đông người. Không chỉ có thể làm cho anh chàng của bạn say mê ở nơi riêng tư và giữ khoảng cách khi hai người đến những nơi đông đúc, khiêu khích chàng ở nơi công cộng không đồng nghĩa với việc nỗ lực làm những hành động thân mật ở trong các chỗ khuất hoặc sờ soạn bất cứ khi nào có dịp, nhưng là thỉnh thoảng hãy chạm vào những chỗ mà chàng thích, tặng cho chàng một nụ cười quyến rũ và nhắc đến một câu chuyện gì đó khiến cho chàng muốn về phòng riêng với bạn ngay. Đừng ngại hôn chàng ở nơi công cộng, hôn chàng giữ nụ hôn một lúc rồi rút lại với một nụ cười. Bạn cũng không cần phải đụng chạm ở nơi công cộng, chỉ cần đặt tay lên đùi của chàng, nhéo vào cổ chàng hoặc đôi khi là hãy đưa tay xoa lên bờ vai của chàng. Hãy đến gần nhất có thể, đứng thật gần với chàng khi hai bạn cùng xem phim hay cùng xem thực đơn. Nhắc nhớ chàng cảm giác tuyệt vời khi ở cạnh của bạn. 4. Hôn lên cổ. Hôn lên cổ là một cách vừa kích thích vừa khiến cho chàng tham lam hơn. Mặc dù kiểu hôn cũ cũng khá ổn, nhưng việc hôn lên cổ sẽ kích động chàng hơn. Hãy hôn lên một bên cổ của chàng và thậm chí là nhắm nháp luôn tay của chàng. Hoặc để khiêu khích hơn, hãy liếm ướt cổ của chàng rồi thổi lên đó. Nếu như đang thật thoải mái, hãy gặm lên cổ của chàng một ít. Hành động này sẽ khiến cho một người đàn ông chết đứ đừ, miễn là bạn đừng lạm dụng nó quá. Bạn có thể chuyển hướng nụ hôn từ môi xuống cổ để tạo cảm giác mới lạ cho chàng. 5. Massage gà tình. Không điều gì khiêu gợi hơn là bất ngờ massage khiêu gợi cho chàng. Đợi chàng ngồi xuống và thư giãn, bạn sẽ từ phía sau mơn trớn bờ vai rắn chắc, xoa nắng từng mũi cơ cho đến khi chàng trên lên vì thỏa mãn. Hãy để những đầu ngón tay tinh nghịch của bạn xoay tròn đều trên đầu, trên thái dương, rồi chạy xuống hai bên lưng của chàng. Massage những vùng cắm sẽ tuyệt vời hơn khi làm ở những chỗ riêng tư và sẽ còn tuyệt vời hơn dưới ánh đèn mờ ảo, tivi không mở. Chỉ tận hưởng lẫn nhau, biến giờ xoa bóp thành giờ khiêu gợi, dẫn bàn tay xoa bóp xuống khám phá vùng dưới của chàng, đồng thời hôn khắp cổ của chàng. Nếu bạn muốn nghịch ngợm chàng, hãy xoay chuyển tình thế và bảo chàng bây giờ đến lượt em, rồi tận hưởng đụng chạm của chàng. 6. Thưởng thức những món ăn kích thích. Một cách gợi tình thú vị khác là cùng ăn những món ăn gợi hứng. Có một số loại thực phẩm có khả năng tăng sự lãng mạn đồng thời khơi gợi những cảm hứng tình yêu. Đây là vài thực phẩm có thể khuyến khích cho bạn thử. Thay phiên mớm nho cho nhau, thay phiên mớm dâu nhúng kem hoặc sô-cô-la cho nhau, cùng cắn một thanh chocolate khi hai bạn đang nói chuyện gợi dục. Rượu vang đỏ có thể khiến cho mọi thứ bốc lửa hơn. Nếu như phải lựa chọn giữa bia và vang đỏ, hãy lựa chọn vang đỏ. Cùng dùng món tráng miệng với caramel và chocolate sẽ khiến cho hai bạn có cảm hứng hơn. Phiêu lưu mạo hiểm, một ân ái ở một nơi lạ lẫm. Phẩm chất dễ khiến cho chàng trai điên đảo là tính phiêu lưu và phấn khích khi ở trên giường hoặc chỉ cần ân ái ở một nơi mà cả hai chưa từng đến. Làm trên giường hay ghế sofa, riết rồi cũng nhàm. Đôi khi hãy làm với mọi thứ để chàng luôn phấn khởi và giữ được lửa cho mối quan hệ. Dưới đây là vài nơi mà bạn có thể thử. Khai trương, một căn phòng mới trong nhà hoặc căn hộ mà bạn đã rủ chàng làm tình ở đấy. Đóng các cửa kính của xe hơi để tạo nên một không gian kín đáo và cùng nhau tận hưởng những nụ hôn. Về lại trường xưa, ôn lại kỷ niệm và hôn nhau giống như diễn viên trong phim. Tham gia một chuyến du lịch tình ái và khám phá cảm giác âu yếm nhau trong một bầu không khí mới lạ. Bỏ ngang buổi tiệc tùng để trốn lên ban công với chàng và trộn một vài nụ hôn với nhau. 2. Áp dụng các tư thế mới lạ. Bạn vẫn có thể phiêu lưu cùng chàng trên giường và trong ngôi nhà an toàn của mình nếu như các bạn thường làm tình theo một cách truyền thống hay đổi mới đi. Trước đây, bạn vẫn cưỡi chàng, thỉnh thoảng hay đổi vị trí.
bạn có thể chơi trò lẳng lơ với chàng ở tư thế mới. Hãy thử thật nhiều kiểu trước khi hai bạn quay lại với tư thế cũ. Vận dụng các tư thế mới một cách tuyệt vời để làm mọi thứ mới mẻ hơn, miễn là mọi thứ mới lạ không làm cho bạn mất tự nhiên. 3. Rủ nhau làm những việc cả hai chưa từng làm. Bạn không thể khiến cho chàng muốn bạn nếu như cứ lặp lại những bạn sư cũ hay rủ nhau đi trốn, đi leo núi với nhau, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự lãng mạn và tận hưởng lẫn nhau. Đi cắm trại, còn gì lãng mạn hơn bằng hình ảnh đôi tình nhân bên dưới bầu trời đầy sao. Chơi đùa ở hồ bơi, đùa giỡn và ngã vào nhau để chàng nhìn ngắm cơ thể của bạn, tập yoga chung, cùng đổ mồ hôi trên chiếc chiếu và cùng chiêm ngưỡng cơ thể của nhau. 4. Khám phá một vùng đất mới. Một cách phiêu lưu khiến cho chàng gây ngất chính là có thể cùng nhau khám phá những vùng đất mới. Một mối quan hệ của hai bạn sẽ đạt đến một mức độ thân mật hơn. Các hormone ham muốn cũng được giải phóng khi bạn cùng người ấy khám phá một nơi hoàn toàn mới lạ. Hãy xách ba lô lên để đến với biển. Hãy nắm chặt tay nhau qua một lối tắt chưa từng có ai tìm ra. Nếu như bạn có điều kiện, hãy đưa nhau đi du lịch để có thể hâm nóng, đến một nơi hoàn toàn mới cùng nhau để có thể khiến cho chàng say mê. Và chàng sẽ được chiêm ngưỡng bạn dưới làn ánh sáng mới khác hẳn với ánh sáng của những tia nắng ở nhà. 5. Đóng vai. Nếu như bạn đủ táo bạo, hãy thử vào một vai diễn viên để có thể trêu chọc chàng và khiến cho chàng thèm trân trọng bạn. Bạn có thể dựng lên một vài tình huống, vờ đến trễ tiệc và cãi vã, hoặc để cho chàng trai bí mật làm kẻ giết người hàng loạt để gõ cửa bạn. Nếu như muốn làm chàng phát điên, đưa chàng đến cửa hàng đồ chơi tình dục, tìm vài dụng cụ sẽ khiến cho chàng lồng lộn lên. Đừng ngại ngùng hay xấu hổ về chuyện đó. 6. Khiêu vũ. Đưa nhau đi học khiêu vũ, đến quán bar hay những câu lạc bộ để có thể hòa mình vào âm nhạc. Trải nghiệm cảm giác áp sát vào cơ thể của chàng, thủ thỉ vào tai của chàng, để bàn tay của chàng có thể khám phá mọi ngóc ngách của bạn. Hãy cùng nhau nhảy búa hàng tuần và hàng tháng. Khiêu vũ là một con đường vui vẻ để dẫn đến phòng ngủ. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của chàng khi bạn đang khiêu vũ, hãy để cho chàng biết rằng bạn khao khát chàng nhiều đến mức nào. Nếu như hai bạn đang tham gia một lớp hợp nhảy cùng nhau, bạn sẽ được nhiều fan chết ngất trong sự hưng phấn cũng như sự thưởng thức lẫn nhau. Lời khuyên, hãy thật tinh nghịch, thật kiêu ngạo, thật đáng yêu cùng một lúc. Nhìn sâu vào trong mắt của chàng khi bạn sắp hôn chàng. Hãy thật hiếu chiến nhưng phải luôn đảm bảo sự thoải mái cho mình. Hãy thật lãng mạn. Nếu như chàng không muốn nhảy, đừng ép chàng. Hãy nhớ, nếu như bạn chưa biết cách khiêu vũ hay hôn, bạn có thể tìm trên những trang web của chúng tôi. Đừng quá nóng vội, hãy chờ đợi một vài tháng để mối quan hệ của hai bạn thật ổn định, sau đó mới thực hiện những màn khiêu gợi trên. Điều tốt nhất cho hai bạn là chờ đợi và xây dựng niềm tin với nhau.